Hello cả nhà Vị Chú TV. Vị Chú đang đứng trước ngay trung tâm Phú Hợp Thọ. Chỉ còn một tháng nữa là ngày 8 tháng 11 sẽ là ngày bỏ phiếu của Chữ Ký. Trong cộng đồng người Việt có rất là nhiều ứng cử viên cũng như những ứng cử viên không phải là người Việt nhưng mà họ cũng có ảnh hưởng ở khu Little Sài Gòn và cộng đồng ở đây. Thì những ứng cử viên họ là ai ngay tại đây thì Vị Chú giới thiệu qua cho mọi người. Và trong cái kỳ bầu cử là những cái bảng như thế này được giới thiệu rất là nhiều và nhiều ứng cử viên. Đây là một trong những cái nét văn hóa của mỗi lần bầu cử như vậy, cho mọi người thấy quyền tự do và quyền được quảng cáo như thế này cho những ứng cử viên nha các bạn. Ok, ngay đây là cái bảng Michelle Steel và Michelle Steel là ứng cử viên cho chức nghị sĩ của liên bang nha, cạnh tranh với ông Jay Chan của đảng Dân Chủ. Bà Kimberly Ho, ứng cử cho vị trí mayor là thị trưởng cho chức thị trưởng bang ông chỉ đạo của mình xuống ha. Và khi bây họ được sự ủng hộ của cảnh sát và cứu hỏa của thành phố Westminster. Đây, và khi bây họ Kim Kha là ứng cử cho vị trí của thượng nghị sĩ của liên bang nha. Và Thu Hà Nguyễn ứng cử cho dân biểu tiểu bang California. Và Thu Hà Nguyễn là thành viên của đảng Dân Chủ. Ông Tạ Trung là ứng cử cho nghị viên của thành phố Garden Grove. Và ông Tạ là của đảng gốc người gốc Việt, đảng Dân Chủ ở phía nam California. Ứng cử viên Mark Nguyễn Chí Tạ, ông Chí Tạ sẽ cạnh tranh với bà Thu Hà Nguyễn cho vị trí nhân viên của tiểu bang California. Ông Charlie Nguyễn ứng cử cho vị trí Mayor, thị trưởng của thành phố Westminster, cạnh tranh với bà Kimberly Hồ, hai ứng cử viên Charlie Chí Nguyễn và bà Kimberly Hồ có thể là hai ứng cử viên chính để cạnh tranh nhau cái suất thị trưởng nha. Ông Lăng Nguyễn, the Board of Education của thành phố Garden Grove. Ông Châu Đỗ Vinh, là ứng cử viên nghị viên của thành phố Garden Grove, cạnh tranh với ông Trung Tà. Ông Jimmy Phạm là luật sư. Jimmy Phạm là cạnh tranh với ông Nam Quang Nguyễn và Terry Vũ Nguyễn. Ông Jimmy Phạm là một người cũng rất là giỏi và hành nghề luật sư nhưng mà còn rất là trẻ nên không biết có được kinh nghiệm không. Bởi vì cạnh tranh trong thành phố Westminster này là gọi là đẫm máu, chiến đẫm máu. Trong đó cạnh tranh với ông Nam Quang phải đẫm máu rồi. Ai bật Kim Bi Hồ. Bà Janet Nguyễn là ứng cử cho vị trí thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Ông Nam Quang Nguyễn, chỉ có mình ông Nam Quang Nguyễn là có endorse bài Mayor Chí Tà. Nói chung là ông Nam Nguyễn là đàn em, gọi là đàn em, là lính đánh thuê của ông Chí Tà. Ông Nam Nguyễn là một ứng cử viên mà gây rất nhiều bất bình của cư dân ở đây và cũng rất là nhiều người Việt ở cộng đồng ở đây. Ông Duy Nguyễn ứng cử cho nghị viên của thành phố Cần Thơ, địa hạt 4.
Đây là một số vị trí ứng cử viên. Không thấy cái bảng của bà Terry Vũ Nguyễn. Chỉ có thấy ông luật sư Jimmy Phạm mà. Hai các bạn nhìn qua tình hình bầu cử của cộng đồng người Việt tại đây. California, chính Nam California, những ngày sắp tới. Xin chào các bạn. Ngay tại building The Distor Sài Gòn Village, chúng ta thấy ngay bên hàng rào cũng có những bảng biểu ngữ quảng cáo. Và cái video đặc biệt là một cái bảng quảng cáo của bà Mrs. Steel với một slogan là đến cái mùa bầu cử, đặc biệt những người mà trong ban cố vấn cho bà Mrs. Steel đã lợi dụng sự một số người trong quá khứ lợi dụng những người mà chống cộng, có người biểu ngữ là đã đảo cộng sản khi mà chụp mũ cho ông Jay Chen. Ông Jay Chen là một cựu thiếu tá Hoa Kỳ, cựu thiếu tá Hoa Kỳ mà đã về hưu, đã ra giải ngũ, và ông ta là ông ta có nguồn gốc là người Đài Loan và định cư Hoa Kỳ khi đó, và ứng cử thượng nghị sĩ liên bang cạnh tranh với bà Mrs. Steel. Và đây là một trong những việc mà những người bên đảng Cộng Hòa họ vẫn lợi dụng cái việc mà chống cộng của những cô chú lớn tuổi để lợi dụng cái việc này để làm cái công cụ để kiếm phiếu khi mà chụp mũ đối thủ chính trị của mình. Đây là một trong những cái điều mà vẫn tồn tại cho cái cuộc mỗi lần được cuộc bầu cử khi mà Mrs. Steel chụp mũ ông Jay Chen là xuất thân và ủng hộ cho Trung Cộng. Chúng ta thấy ngoài ra thì những ứng cử viên gốc Việt như ông Nam Quang hay ông những ứng viên cộng hòa mà theo đường với MAGA của ông tổng thống Donald Trump với việc chụp mũ những đối thủ chính trị của mình. Đó là một những nét rất là văn hóa, rất là dơ bẩn của những người làm chính trị ở tại đây.